Xin chào mọi người, mình là Mai Phương đây. Và hôm nay mình và anh Gà sẽ đem đến một cái bản tin mới về cái việc mà thay đổi giữa BC, TBC, RBC sẽ thành Premium. Thì cái này mình sẽ để anh Gà nói cụ thể và rõ ràng hơn nha. Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Mai Phương. Và lại là Gà đây. Mai có đưa mình một cái thông tin. Thì thiệt ra thông tin về Premium mình cũng đã biết rồi, mình chưa có chắc chắn thôi. Và hôm nay ở trên Twitter của Lock News á, nó có đăng một cái bài viết và May có đưa cho mình, thì sẵn thì mình sẽ thảo luận với các bạn về cái cách mà cái Premium nó hoạt động như thế nào nha. Rồi ok, đầu tiên á, thì các bạn đang thấy trên màn hình đây là cái trang Lock News. Cái trang này là một cái trang điểm tin những cái cập nhật sắp tới hay những cái gì thay đổi trong Lock ha. Nó sẽ có một cái bài viết như thế này. Vừa mới hôm nay luôn các bạn. Đây chính là những cái gì mà Premium sẽ xuất hiện. Các bạn sẽ thấy ha. Nó ghi chủ yếu ở đây là Premium là một cái danh xưng, các bạn, một cái tên gọi thay thế cho những cái mà đang có trong Roblox. Hiện tại Roblox có ba cái chức năng, là ba chức năng nâng cấp các bạn nha, là BC, TBC, OBC. Đó, thì tương lai nó sẽ thay thế bằng một chữ duy nhất thôi là Premium. Thì cách nào để chúng ta phân biệt được những cái Premium và nó có bao nhiêu mức giá trị các bạn? À thôi, chúng ta sẽ coi trước về cái phần comment ha. The only real difference between the Premium and the Builder Club, đó chính là cái số lượng robot các bạn nhận được. Còn những cái khác vẫn giống, vẫn tương tự như nhau thôi. Chi tiết hơn như thế nào? Đây là một cái bảng, một cái thông tin về Premium. Các bạn thấy ở đây nè, chúng ta sẽ có 3 mức Premium. Bây giờ hiện tại chúng ta có là 3 cái mức nâng cấp, là BC, TBC, OBC. Thì tương lai nó cũng sẽ có 3 mức Premium tương đương. Nó có tên là Premium 450, Premium 1000 và Premium 2200. Thì nó có nghĩa gì các bạn? Premium 450 là các bạn phải bỏ giá trị này trên hình nè ha, $4.99 cho một tháng. Thì các bạn sẽ nhận được 450 bonus robot, tức là cộng được 450 robot ha. À, cái này thì em hơi cắt khúc một xíu. Thì cái này hình như cái giá mà BC ban đầu hiện tại như thế này á, hình như là $5.99 là coi như $6. Còn cái premium này hình như nó rẻ hơn một xíu, là $1 thì phải á. Chứ nãy anh nói là nhiêu? $4.99 hả? $5 đúng rồi, rẻ hơn $1. Tức là sau khi cập nhật thì nó sẽ rẻ hơn $1 thì đúng phải rồi. Á Tại vì cái giá hiện tại lúc nãy thì em có vào thì nó ghi là $95.99, là coi như là gần $6 cho một tháng BC. Nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, thật sự là như vậy. Như bạn thấy ở đây ha, $4.99, tức là $5. Mình sẽ có một cái premium 450. Mỗi tháng nhận được là 450 robot. Trong khi cái BC chúng ta bây giờ là $5.95, mỗi tháng chúng ta cũng nhận được 450 robot. Tại vì sao? Mỗi ngày nè, daily robot ha, một ngày mình nhận được 15 robot. 15 robot mà nhân cho 30 ngày mình cũng được 450. Nhưng mà bây giờ để mua PC các bạn phải trả giá là $5.95. Trong khi tương lai các bạn chỉ trả giá là $4.99 thôi. Rẻ hơn gần $1 các bạn nhé. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cái tiếp theo là Prologue Premium 1000. Thay con số bằng số robot thôi. Chúng ta tốn $10 một tháng. Nâng cấp lên cái Premium này thì một tháng sẽ được bonus 1000 robot. Hai các bạn nhớ nha, $10. Trong khi bây giờ cái TBC là $11.95, tức là gần $12, mắc hơn gần $2. Mỗi tháng các bạn chỉ nhận được 600 robot thôi. À không phải, sorry. 35. Cũng cỡ đó các bạn. 35 mà nhân cho 30 thì là 1050 robot. 1050 robot cho một tháng. Nhưng mà bạn phải trả là $12. Trong khi tương lai các bạn nhận được 1000 robot, các bạn chỉ trả $10 thôi. Tính vậy hơi khó hiểu đúng không? Nhưng mà nói chung là nó sẽ có lợi rất là nhiều. Robot nó sẽ rẻ hơn và sẽ nhiều hơn. Và mức cuối cùng là Premium 2200. $20 cho một tháng cho các bạn nhận được 2200 robot khi bạn mua. Bây giờ cũng tốn là $19.95 cho OBC. Là cũng là $20 rồi. Mà một tháng các bạn chỉ nhận được có 1800 thôi. Bởi vì một ngày các bạn có 60 robot. Thì một tháng là 60 nhân cho 30 là 1800. Đó, các bạn thấy cái sự mà chênh lệch phần thưởng chưa? Thì nãy giờ nó hơi dài dòng ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vấn đề khác biệt nhất giữa cái Premium và những cái BC, TBC, OBC. Đó chính là số lượng robot nè. Về BC, TBC, OBC các bạn sẽ nhận được robot mỗi ngày. Ha, mỗi ngày 10 mấy robot, 20 mấy, 30 mấy, 40, 60. Nhận mỗi ngày cho một tháng. Còn Premium nó sẽ gom một lần luôn. Khi bạn đăng ký Premium thì nó sẽ cho các bạn số lượng robot tương đương luôn. Ví dụ như bạn mua Premium 450 đi. Nó cho các bạn 450 robot luôn. Mua Premium 1000 thì cho trực tiếp 1000 robot luôn, không phải chờ mỗi ngày nha. Đó là cái sự khác biệt. Bây giờ chúng ta nói về tính năng thì hai cái này như nhau. Nó không khác gì nhau cả. Các bạn vẫn có thể trading nè, vẫn có thể bán quần áo nè. Còn những cái tương lai thì Roblox chưa cập nhật nha. Ở đây họ cũng có đăng á, là những cái trong tương lai thì chưa biết, tại vì chưa có thông tin chính thức.
có thể nó sẽ cho chúng ta tạo ra những cái nón, rồi tạo ra những cái rất nhiều thứ mới. Nhưng mà cái đó là chưa có thông tin chính thức các bạn nha. Hãy chờ trong tương lai thôi. Vậy cái phần mà John Rupp của anh thì nó có tính trong đó luôn không? Trong cái hình này anh thấy là nó không đề cập tới việc John Rupp. Có thể nó vẫn như vậy á. Mà em cũng không biết rõ là cái premium này thì khi nào thì lúc nó sẽ áp dụng ha. Tại vì hiện tại thì cái PC của em là đến ngày 18 tháng 9 thì sẽ hết. Anh cũng vậy nè. Nếu bây giờ mà em mua kiểu em gia hạn thêm 3 tháng nữa không biết có vấn đề gì không nữa. À thì bây giờ là mình sẽ quay lại cái vấn đề là bức hình thứ hai. Đó như Mây Phương nói ha. Thì các bạn khi mà được chuyển nha, cái này Roblox cũng nói là một số người đã được chuyển rồi. Đây mình có cho bạn một ví dụ đây. Một người có tên là Aaron Anime nè. Thì đây là cái logo mới các bạn nha. Đây là logo tượng trưng cho premium. Mà mình không biết là mỗi cái premium khác nhau nó sẽ có hình dáng khác nhau hay không. Tức là cái màu các bạn. Còn cái này màu trắng nha, logo nó màu trắng thôi. Không biết là mua những cái mắc tiền hơn thì cái màu nó có khác hay không. Đó thì thanh niên này đã được chuyển qua premium rồi. Bình thường là PC các bạn nhé. Đây, đi Aaron Anime nè, chính là thanh niên này đây. Đây, đây là bức thư mà họ sẽ gửi cho các bạn ở trong cái tin nhắn của Roblox nha. Như là tôi thông báo với các bạn là cái PC của bạn đã được thay đổi chuyển cái tên của nó thành Roblox Premium rồi. À, dưới đây nó cứ ghi một cái có thể là nó sẽ bù Robux cho mình đó em. Vậy là có thể là nếu mà em up hoặc là đối với những bạn nào mà mua TBC hoặc BC hoặc là OBC một năm thì em nghĩ là sẽ được chuyển quá luôn và được đền bù Robux hả? Cái không. Đó cũng gọi là không bị mất mát gì nhiều á, phải không? Nó không hẳn là Robux, nó sẽ nói là quy đổi tương đương thôi. Tại vì cái mức giá mình nó khác á, họ sẽ đền bù lại mức giá nó tương đương với lại ví dụ $1 là bao nhiêu Robux cho cái mức giá mới vậy đó, thì họ sẽ đền lại trực tiếp. Tại vì khi mà chuyển qua premium á, là mình khi mình nâng cấp là nó cho mình Robux luôn rồi, nó không có tính theo ngày như là những cái PC nữa. Nói chung là trong cái năm nay em thấy Roblox cập nhật khá là nhiều và thay đổi cũng rất là nhiều luôn. Như là cái logo từ màu đỏ sang màu đen nè. Rồi cái nền, rồi cái vấn đề mà nói chung là cái hình mà play game gì tùm lum hết trơn, nó thay đổi rất là nhiều luôn á. Sắp tới còn nhiều cái mới lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa đoán trước được điều gì đâu. Hãy đợi những thông tin chính thức. Tại vì vừa rồi là cái kỳ RDC, không biết các bạn có coi livestream hay không ha. Họ đưa ra rất nhiều cái trong tương lai Roblox sẽ cập nhật. Và bên cạnh đó sẽ còn một cái vấn đề liên quan tới event. Có thể. Và có một cái nguồn tin cho rằng là cái event Roblox và những vật phẩm item nó sẽ trở lại. Khi mà Roblox và tuyên bố là không tổ chức những cái event như thế nữa, hình như em thấy người chơi nó khá quay lưng lại với Roblox á. Có thể, anh cũng nghĩ là nó sẽ quay lại, nhưng mà quay lại với một cái cách khác chứ không phải là quay lại với cái cách cũ. Là cứ mỗi tháng chọn ra 2-3 game rồi xong tổ chức event. Thì theo như anh nói, em lúc trước anh có bàn với em là về cái vấn đề là những cái vật phẩm đó, những cái event nó sẽ trở lại, nhưng mà những cái vật phẩm khi mà nhận được từ game làm event đó thì sẽ do, không phải là do Roblox mà do một cái khía cạnh khác, giống như là những người gọi là làm game đó, làm cái game đó đó, họ tự tạo cái vật phẩm luôn. Nó giống gì đó, họ khôn hơn mình nhiều lắm mấy bạn. Các bạn cứ tưởng tượng đi, họ là một công ty lớn, họ kiếm rất là nhiều tiền. Cho nên các bạn đừng nghĩ là mình khôn hơn Roblox. Roblox là khôn lắm, họ đã tính rất là xa rồi. Có khi họ đã tính cái chiến lược của mình cho 3-4 năm tới rồi. Và cho dù các bạn đồng ý hay không đồng ý thì Roblox họ vẫn làm thôi. Tại vì chúng ta chơi game của họ, chứ không phải là họ chơi game của mình. Họ là chủ, họ có quyền quyết định hết tất cả các bạn nha. Thì theo như bé Mây Phương nói thì mình cũng nghĩ như vậy. Tại vì sắp tới nó ra một cái chức năng mới đó các bạn. Chức năng nó có tên là kiểu như được tạo những cái vật phẩm mới bên ngoài cái quần áo. Có thể là nón, có thể là ba lô, có thể là mặt. Nếu mà nó kết hợp với lại những admin của những cái tựa game mà được đưa vào event như thế này nè, chắc là cũng sẽ thú vị. Và em nghĩ là Roblox sẽ hợp tác với những người mà nói chung là họ có chất xám để mà có thể tạo được những cái vật phẩm á. Tại vì em thấy là Roblox nó đang nói chung là nâng cao về cái việc mà tìm người tạo ra những cái outfit đặc biệt nè, rồi thêm nữa là những người tạo ra những cái body, những cái vật phẩm để có họ có thể đưa vào trong game á. Giống như có một số cái body Rotor thì nó cũng, nói chung là những cái thành phần đó là được đạt giải thưởng rồi mới được áp dụng vào Roblox quá. Được rồi, em nghĩ là cái phần mà chúng ta truyền đạt tới mọi người chắc đến đây là được rồi nhờ. Đúng rồi, khá là dài rồi. Rồi thì nếu bạn nào mà có ý kiến gì về cái chức năng premium cũng như là cái tương lai của Roblox như thế nào thì cứ để lại comment bên dưới nha. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye. Bye bye. We'll be right back.